Kính chào các bạn đến với kênh YouTube của Tăng Alex. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Hôm nay Tăng sẽ quay và gửi đến các bạn cảnh quan của cảng hàng không quốc tế Vinh. Như các bạn đã biết, sân bay quốc tế Vinh thuộc xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Sân bay cách trung tâm thành phố Vinh khoảng 6 đến 7 km. Và sau đây Tăng sẽ hành trình từ Vinh vào thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn đón xem. Và hiện tại Tăng Alex đang đứng ở sân bay Vinh và chuẩn bị bay vào sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và Tăng Alex sẽ quay vài nét về sân bay Vinh, Nghệ An các bạn. Thank you.
over the coming period, Iceland to avoid cautious uncertainty, which may lead to a fine according to regulations. Due to COVID-19 pandemic, passengers are required to wear face masks and strictly follow epidemic prevention regulations for the flight and at arrival airport. Thank you. Dây an toàn của quý khách được cài và mở như sau: siết chặt bằng cách kéo một đầu dây và mở bằng cách nhấc đầu khóa. Địa điểm chúng tôi sẽ cung cấp dây an toàn cho trẻ em và dây an toàn nối dài cho quý khách trong trường hợp cần thiết. For your own safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened throughout the flight. Your seatbelt fastens and unfastens like this: tighten by pulling the strap and unfasten by lifting the buckle. Seatbelts for infants and extension are available if required. Please ask your cabin crew. Trong trường hợp mặt nạ dưỡng khí tự động rơi xuống từ trần khoang khách và trong phòng vệ sinh, quý khách giữ nguyên vị trí của mình, kéo và giật mạnh mặt nạ gần nhất để có dưỡng khí, đặt mặt nạ lên mũi và miệng, thở bình thường, tròn dây qua đầu.